Kênh YouTube Hoa Tâm Trà Vinh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì Hoa Tâm vừa đi từ cái hướng này về nè ha. Hoa Tâm đi từ chợ Dừa Đỏ. Chợ Dừa Đỏ bây giờ ở ngoài bảng chợ có để là chợ Nhị Long á. Thì ở đó gần chợ Dừa Đỏ có cái chùa Long Bửu. Chùa Long Bửu có địa chỉ ở ấp Rạch Mát, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì Hoa Tâm đi từ cái hướng chợ Dừa Đỏ về đây. Tới đây, tới cái địa rau muống này nè. Là thuộc xã, thuộc ấp Tân Hạnh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Mỗi khi thì Hoa Tâm đi bên cái đường cầu Ba Trường gần cống 10 cửa. Hôm nay thì Hoa Tâm rẽ qua cái đường này ha. Đi thử cái đường mới này coi có gì vui. Thì tới cái địa rau muống này thì Hoa Tâm có hái một ít rau muống. Đây, hái rau muống này về thì mình luộc, mình xào, mình nấu canh chua vậy đó cũng được ha. Rồi phía trước này đây là cái đường này nè, thì cũng mới làm mấy năm nay thôi. Thì trên cái đường này người ta đang xây bệnh viện mới đó. Bệnh viện mới Trà Vinh đang hoàn thiện. Thì bây giờ Hoa Tâm sẽ chạy vô trung tâm thành phố Trà Vinh đây. Bây giờ cũng chiều rồi, Hoa Tâm đi về á. Thì sẵn quay một cái video cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem ha. Chiều nay mình ăn rau muống ha. Rau muống nấu canh chua hay là xào tỏi gì cũng được. Thì ở đây là người ta mới có xây thêm một cái cầu Ba Trường nè. Ở bên gần cống 10 cửa đó, lúc trước mình đi đó thì ngay chợ Ba Trường đó, hồi xưa đó là cái phà. Lúc sau này người ta xây cái cầu rồi. Xây cái cầu cũng gần 10 năm gì rồi à. Thì mới 2-3 năm nay thì người ta xây thêm một cái cầu nữa. Đường này. Thì cái con sông này nếu mà mình đi đò đó thì mình chạy thẳng từ cầu Ba Trường này qua cầu Ba Trường kia được á. Quê hương mình bây giờ đổi mới ha. Rất là nhiều đường mới được mở ra. Những ai xa quê thì đi vô thì cũng phải hỏi đường ha, không khéo thì bị lạc. Hoa Tâm ít có đi những cái phía vùng ven ở ngoài á. Nhiều khi mình đi mình không nhớ đường mình cũng phải hỏi mới biết đường chạy trở về. Qua tới phía bên đây là để cái bảng là ấp trà gì đây, ấp trà gút hay gì á, ấp trà gút xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, ấp trà gút. Đây có cái quán nhỏ nhỏ bán trái cây. Ấp trà gút, ấp trà gạch, nhiều cái tên lắm, nhiều ấp lắm. Đây để xem cái này địa chỉ ở đâu đây. Này là quốc lộ 60 ha, ấp Sóc Thác. Đây là ấp Sóc Thác, xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành. Thì Tâm vừa đi liên huyện ha, đi từ huyện Càng Long qua huyện Châu Thành. Hồi nãy là đứng đầu tiên video đó là đứng ở bên ấp Tân Hạnh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ha. Rồi qua cây cầu á, qua cây cầu Ba Trường qua đây á, thì thuộc về ấp Sóc Thác, xã Nguyệt Quá nè. Đây có cái bảng nè. Hoa Tâm đi liên huyện ha. Đi từ huyện Càng Long qua huyện Châu Thành rồi đi về thành phố Trà Vinh. Chiều rồi, chim bay về tổ thôi. Sắp tới ở đây là mình tới cái cầu Sóc Thác nè.
cầu Sóc Thác. Cô chú bác anh chị và các bạn á, xem video kênh Hoa Tâm Trà Vinh tải lên á, thì nhớ bấm đăng ký kênh ha, rồi bấm like chia sẻ và ấn chuông á, bật thông báo ha, để nhận được những video mới nhất mà kênh Hoa Tâm Trà Vinh tải lên. Hay là khi nào Hoa Tâm có rảnh á, thì Hoa Tâm sẽ live stream nè, mình live stream nói chuyện phím đồ chơi mình giao lưu ha. Ở đây thì sắp tới nữa có cây xăng đây. Cây xăng này á, là địa chỉ ở ấp Cổ Tháp B. Là mình vừa đi qua bên ấp Sóc Thác rồi, mình bây giờ mình qua tới ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ở đây thì đường mới mở cho nên chưa có nhiều nhà đâu. Luôn. Ở đây có cái để bảng là Trà Vinh 2 km nè ha. Trà Vinh 2 cây số. Chạy qua tới vô tới trung tâm là 2 cây số nữa là tới đó. Thì bắt đầu xa xa là cái bệnh viện mới Trà Vinh đó đang hoàn thiện đó, là hiện ra rồi nè. Mình gần tới bệnh viện rồi. Cho nên ở trên cầu Cổ Chiên không có còn đông nữa. Rồi bắt đầu mọi người, những cái nhóm thiện nguyện Trà Vinh mình có rất là nhiều nhóm thiện nguyện ha. Người ta bắt đầu nấu cơm để mà đem vô khu cách ly tập trung á. Đây có bò nè, hai chú bò đang gặm cỏ. Thì chùa Long Vũ á, có địa chỉ ở ấp Rạch Mát, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nó thì đang chiên gần 1.500 cái bánh xèo ha, để hỗ trợ những khu cách ly. Vì trên cầu bây giờ không có còn đông đúc nữa, bình thường trở lại rồi, cho nên quay qua hỗ trợ khu cách ly đó. Rất là nhiều nhóm ở nhiều nơi, rồi cũng có nhiều đạo ha, có người thì theo đạo Phật, có người thì theo đạo Phật Bắc Tông thì ăn chay ha, có người theo đạo Phật Nam Tông á, người dân tộc Khmer Trà Vinh nè thì ăn mặn, thì cũng nấu cơm hỗ trợ, nói chung mình đùm bọc với nhau ha. Rồi có một số họ ở bên đạo Cao Đài á, ở chùa Cao Đài cũng có nấu cơm nữa. Hoa Tâm đi vòng vòng thì gặp rất là nhiều nhóm thiện nguyện. Rồi ở bên thánh đường Hồi giáo á, người Chăm á của Trà Vinh thì cũng có một nhóm nha chị em ở đó nữa. Thì có cái chị đó, chị người Khmer mà lai người Ấn Độ á, chị đẹp gái lắm mà chị nấu ăn ngon lắm, chị khéo lắm. Trà Vinh này á, nhiều phụ nữ nam cũng có, rất là khéo tay ha, nấu nhiều món ăn rất là ngon. Rồi ở bên đạo Tin Lành á, đạo Thiên Chúa rồi đó, thì Hoa Tâm thấy cũng có nhiều người nấu cơm và làm từ thiện á, nói chung là tất cả đều chung tay. Ở xa xa phía bên đây đây thì mình thấy là cái trụ anten á, hay gọi là tháp bưu điện ha, ở ngay cái trung tâm thành phố Trà Vinh á, chỗ đường Lê Lợi, đầu đường Hàng Me. Xa xa đây mình đã thấy rồi. Đây, ở đây có cái bảng nè, cái bảng như thế này là mình hiểu là mình sẽ vô trong nội ô á, thành phố Trà Vinh ha.
Thì có cái anh chở bình ga đó là cái nhà ảnh hình như kế bên nhà họ Tâm á. Ảnh chở ga qua đây, ảnh thấy bà Tâm ảnh dòm kìa. Ảnh sát giáp nhà bà Tâm. Đi quá trời, con nhỏ này nó đi quá trời luôn. Ô, một chú bò con quá dễ thương. Rồi biết đây tới cái khu vực bệnh viện. Thì Hoa Tâm vừa để sắm cái điện thoại chống rung á, nhưng mà nó cũng không có mượt gì mấy. Nó chưa có đủ mượt giống như những cái điện thoại đắt tiền khác ha. Tạm tạm đi, nó đỡ hơn cái điện thoại cùi bắp lúc trước chút. A Tâm làm cái kênh YouTube này á, bằng cái điện thoại cùi bắp lắm. Mua của tiệm cầm đồ, điện thoại cũ á, có hơn 1 triệu thôi. Thì A Tâm mới mua cái này chống rung nè. Mà thấy nó cũng đỡ hơn thôi, chứ không có, chưa phải là mượt lắm. Thì có thể là A Tâm sẽ sắm thêm một cái gimbal 30 nữa, để cho video mượt hơn. Còn về mà ghép nhạc vào video rồi nó chỉnh sửa đó thì Hoa Tâm làm YouTube thì đam mê đấy ha. Hoa Tâm cũng rất là bận rộn với công việc bánh trái của mình, cho nên chắc không có thời gian để chỉnh sửa video đâu. Thì mình quay như thế nào đó, nghe tiếng chim cò xe máy gì đó ha, hay là nghe tiếng gió gì đó là Hoa Tâm đưa thẳng lên cái kênh của mình luôn. Có sao thì mình Hoa Tâm đăng lên kênh như vậy ha. Thì cô chú anh chị và các bạn xem đỡ đi. Tao không có thời gian chỉnh sửa video luôn á. Đây, ở đây mình tới cái bảng rồi nè. Bảng là mình đi thẳng thì tới thành phố Trà Vinh ha. Rồi mình rẽ trái thì qua đền thờ Bác, mình rẽ phải thì qua quốc lộ 53 hoặc là ao Bà Ôm á, ao Vuông. Bị đam mê review các con đường ở thành phố Trà Vinh á, mặc dù là rất là bận rộn nhưng mà vẫn đi. Đó, bà con bán trái cây nhiều ký, nhiều ký là rau ra hết ha, 10.000 ký, 15.000 ký gì đó. Giờ này bắt đầu người ta bày ra rồi, quán ăn, quán uống, quán nhậu rồi nhiều lắm rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ bán mang về cho nên vắng vẻ, chưa có quán ăn, quán uống gì trở lại đâu. Đây, quán ăn hủ tiếu, cháo lòng, bún riêu gì nhóc nữa. Thì cái đường này cũng mới mở mấy năm sau này thôi. Bây giờ mình tới cái đèn xanh đèn đỏ này nè. Tới đây thì mình rẽ phải là ra cái sân bay Trà Vinh hồi xưa đó. Còn mình đi thẳng là qua đường Nguyễn Đáng. Còn hiện tại này là đang là đường Nguyễn Đáng nối dài ha cô chú anh chị và các bạn. Chạy qua, chạy qua. Chạy sắp tới chút nữa thì sẽ là chùa Phước á. Thì ngay chỗ cái tòa nhà Liên Việt Bắc Ban này nè, hồi xưa nó là cây nước nè, ở phía bên đây nè, bên Tô Châu chứ, thích qua đây chút xíu. Đây, đây là hồi xưa có cây nước ha, xe đò đi ngang đổ nước, thì hồi xưa xe đò đi Vĩnh Long rồi á, thì ghé đây đổ nước.
chim chóc phóng sanh, người bắt bán ha, người mua thả. Ở đây buổi chiều người ta bán bưởi nè, bán thanh long ha, bán ốc, bán tùm lum hết. Đây người ta bắt chim sẻ người ta bán đây. Đây góc chùa này nè. Chùa này bây giờ có cái khuôn viên rất là đẹp ha, màu vàng rồi có đầu voi. Thì đây là chùa Phước sắp tới nữa, ngay cái đèn xanh đèn đỏ này nè là ngã tư chùa Phước đó. Thì chùa Phước này á, mình nếu mình rẽ phải á, thì sẽ qua đường Sơn Thông á. Ở đó có cái cây dầu dù. Cây dầu dù rất là lớn luôn, không biết bao nhiêu người ôm nữa mới vừa cái gốc á. Thì Hoa Tâm nghĩ chùa này á, thì tên người Khmer không biết là chùa gì, Hoa Tâm cũng không biết nữa. Đây là đoàn Khmer Ánh Bình Minh nè, đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh ha. Thì Hoa Tâm cũng không biết là cái chùa Phước đó tên người dân tộc là chùa gì, Hoa Tâm không biết tiếng dân tộc. Nhưng mà Hoa Tâm nghĩ á, chắc là hồi xưa có cái lá cờ á, cờ Phước, những khi mà có lễ hội gì đó hay treo cờ Phước mà màu sặc sỡ đó, cho nên người dân quen gọi là chùa Phước á. Còn ở đây là trung tâm văn hóa người Hoa Trà Vinh ha, Thiên Hậu Cung. Bây giờ là trường mầm non và tiểu học Tân Minh Trí. Thì phía sau trường đó là có trường cấp 3 thị xã Trà Vinh. Bây giờ là trường trung học phổ thông thành phố Trà Vinh nè. Đây. Như vậy Hoa Tâm sẽ tạm dừng video ở đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video kế tiếp.